hôm nay tôi sẽ lấy con chiến mã này ra đi múa lửa. Có tôi lết bánh nè. Dữ dằn. Thì con chiến mã này có một cái đặc biệt là tôi đạp lên hay tôi đạp xuống thì cái bánh sau nó đều di chuyển hết nhanh không như xe đạp thường. Nên là lúc mới chơi là tôi tập rất là nhiều, phải đi từ từ rồi mới bắt đầu quen được. Thì cái xe này nó không có cái độ thắng thì tôi sẽ thắng bằng cái gì? Tôi sẽ thắng bằng hai cái cặp giò của tôi luôn á mọi người. Tôi phải đứng thẳng lên như nè. Sau đó tôi nghiêng người lên trước, tôi dồn hết chắc ra cho hai cặp giò của tôi rồi tôi gồng lên là nó thắng lại á mọi người. Tôi luyện tập từ sáng tới sáng mới được á. Giờ hết là tôi đã unlock được skill mới, dữ dằn. Sàn trơn cộng với xe đạp, thế là tôi đã thấy bệnh viện đa khoa. Ủa lộn, không có gì khó sao đâu không ơi.